cá biển mà cá biển hôm nay không được đẹp nên đang không có mua vào ta. Anh này anh kia mua cá biển đẹp đẹp cho anh mỗi cái 2 kg 2 kg vậy. Anh đi mua chị Quyên hỏi giá cả khi mà mua lẻ nó nhiêu nha mọi người. Rồi tới gian hàng cá biển rồi nha. Khu vực bán lẻ cá biển mà cá đẹp á thì cũng nằm ở đầu dưới gần khu vực Hiền Hòa Bình hôm qua anh chị Quyên á. Có cái chim nè, có đói rồi. Cái gì mà phải vậy đó, cái gì mà phải ngâm nước gì đây? Biết biết không? Để cho mấy ký vậy? Cái khai em. Em 7. À cái đó. Mỗi ngự nhiêu ta? Cái ngự nhiêu vậy anh Bảy? Cái ngự nhiều cái động này nhiêu? Động. Động 60. Động được 60. Giá cũng rẻ mọi người. Nè, đây mình mua mình lựa được từ con luôn á. Mua 2-3 kg bán hết rồi nha. Không phải như trên ăn bán lẻ. Rảnh mà, giờ đang rảnh mà. Đi mua về là biết rảnh rồi. Rồi, nhiêu đó. Cái gì nữa đây? Có gì mà mua nữa. Cái đó. Này cái nục gốc nè mọi người. Lúc này là ít lắm nha. Còn sết rồi. Nó xích sắc phải không? Chặt vào đây là một nhiều một cá ngon. Cái mó mắc thôi mày. Cái mó nhiều vậy? Mó. Cái mó vô em. 75 ngàn cái mó luôn. Mó. Cái mó là cá lưỡi mèo á mọi người, 75 ngàn. Cái mó này chắc mua món cá mó này nữa thôi quá. Rồi, mua cá mó này nữa được rồi. Ok, nhà hàng cá biển. Khu vực dưới này là tao bán lẻ hết, 2-3 kg tao bán hết. Rồi chỉ vàng luôn. Chỉ vàng nay nhiêu chỉ vậy anh Bảy? Chỉ vàng nhiêu chỉ? 50 hả? 50 cho con gỗ ơi. Ủa cho con gỗ ơi. 50 ngàn một chỉ. Một chỉ vàng có 50 ngàn. Tết rồi chỉ vàng. Ủa Tết rồi sao vàng rẻ vậy? Dạ hai giá rồi. 2-3 kg vậy thôi. Cá chẽm Cà Mau nè, một cá thiên nhiên nha mọi người. Màu nó không được đẹp như con cá nuôi. Cá nuôi cái dải nó xanh đẹp dữ lắm. Nó xanh mà nó vàng vàng. Đẹp không? Cá đẹp cho em được nè. Ok thôi. Nhảo nữa, cá là dài mà. Bây giờ ta biết ăn, ta ăn cá này. À, cái này rẻ thiên nhiên nó 80 ngàn mọi người. Rẻ ấy nó mắc hơn con cá nuôi nha. Cá nuôi nó có 60-65 ngàn thôi. Cái này nó tới 80 ngàn nha. Nhưng mà cá này nó chết, cá kia nó sống nữa. Rồi được cái này là cá thiên nhiên ở Cà Mau. Sẵn rồi nha. Quay con cá đối thiên nhiên Cà Mau cho mọi người xem. Mình nó dẹp lắm nha. Cá cứng đẹp lắm. Nè, nhưng mà mình nó dẹp, nó không có tròn như cá nuôi của ta đóng thùng á, không biết ở Trung Quốc hay là ở đâu nữa. Mà cái giá nó cao hơn cá kia nó có 70-80 ngàn ký thôi. Cái này là tới trăm mấy á. Cái size này, cái size cả 5-6 con quá.
con cá nói lớn này nó gì? 3 120.000 ký. Còn cá đó nuôi bự hơn luôn, bự gấp đôi con cá này luôn mà nó có 70-80.000 diện ký thôi. Nó không biết nè, cá đó không biết nuôi hay không nữa, ở đâu nhập về không biết, nó nói bậy bạ đây. Rồi nhỏ hơn á, cái loại nhỏ hơn sai như 7-8 con rồi 8-9 con rồi đủ thứ sai hết à, mỗi sai mỗi giá nha mọi người, càng nhỏ thì càng rẻ, càng lớn càng mắc. Cái này là quay đang lúc Cà Mau, cá Cà Mau đang vô à, cá chẽm, chẽm mới mua đẹp lắm, cực kỳ luôn. Mang cái chẽm này thì mang coi mang nó chứ không á, lại cái mình nó cứng là ok rồi. Rồi mua xong mình kêu ta đánh giải giùm, còn đi làm cắt kỳ với cắt phanh thì phải đi tới mấy chỗ làm cá ta mới lại cho mình, ở đây dựa ta chỉ giúp mình nhiêu đó thôi. Rồi xong rồi cái chẹp. Trời ơi gái ơi, cái xác lớn có không gái? Lớn nhất là nào ạ? À? Giá nhiêu ạ? À? Trời ơi em ở đây ăn nói gái gái là như gọi là thân thiện nha mọi người, chứ không phải cũng có bạn là bình luận vô kêu người ta gái gái là như mất lịch sự vô duyên, không lẽ kêu bằng cái gì giờ. Nhỏ hơn mình thì kêu em gái hả, thì biết ta lớn hay nhỏ kêu sao giờ, kêu bạn gái đi. Nhiêu? 120 ạ. Này còn mấy ký trời, mua 2 ký được không? Ừ 2 ký rồi, đóng em 2 ký rồi. Bơm bớt không vậy? Nó đẹp da nó mặt đồng. Nhỏ nhỏ ra nhiều? Nhỏ 105 rồi. 105 rồi hả? Mày ghi ăn cá lớn đi. Cái chuyện nó chết nha. Rồi nhiều đi, mình tính nhiều. Rồi giữa quen thân của mình, giữa Diễm Sáu. Nói chung ở đây thì cái này mấy cái này người ta có giá cho mọi người ơi, đi chợ mua mấy cái này khỏi cần trả giá. Cái này thì cá thường là nuôi không à, cá thiên nhiên không có đâu. Chú này chú kêu mua cá thiên nhiên mà không có cá thiên nhiên à, nuôi cá này, mua cá này và cá lớn còn không có ít, cá nhỏ là nhiều. Rồi cá bông lau rồi nè, để chị gà hỏi cá bông lau giá nhiều. Con lao nhỏ này giá nhiều chị? Con lao nhỏ này giá nhiều vậy? Lớn là nhiều. Nhỏ mà ngon là bự. 130.000. Con lao ký mấy, 2 ký rồi mọi người. Giá khỏi bớt luôn. Tôm đất ở khu vực chợ Sống Củi mới có nha, khu vực trên Chánh Hưng không có. Để xuống chợ Sống Củi là mọi người đi qua đường lớn, ngã tư đường lớn, ngã tư đường lớn đi xuống chạch xuống dưới, cứ đi thẳng đường này không có, đi qua đường khác. Hôm nay lại đi Sống Củi. Đồ Sống Củi bởi vì đồ gọi là đồ thiên nhiên nó nhiều hơn. Khu vực Chánh Hưng thì toàn là mực, mực không à, chả anh thấy cái mực với cá biển à. Gầm con tôm đất không có mọi người ơi, tôm đất nó cũng phải có nước, con nước gầm nó mới có nha. Này chị hổm đi thấy nhiều quá trời, bữa nay lại mấy vựa bánh tôm đất là rồi, không có một con luôn. Rồi tôm đất không có rồi, mấy cái vựa mình mua tôm đất là rồi, bữa nay không có luôn. Không phải vô lấy rồi, chợ lại lấy nữa. Bây giờ mình đi mua cá tầm nha. Rồi cá tầm mình vô, giờ mình ghé thẳng ghé đây, ghé vựa thôi mình mua luôn. Cá tầm mấy cái này thì nó có giá hết trơn à, khỏi cần đi dò giá gì vậy. Cái gì tới là tao có giá mình mua thôi. Còn cá tầm không anh? Cá tầm hả?
cá thôi, làm nhẹ trên 20.000 ký luôn. Hai trăm hai mươi ngàn, 220 chắc phải đi vòng rồi. Cũng hơi mệt ha, nay đi mua có mấy món đồ mình hơi bị mệt. Vô dựa gần số em mình hỏi giá mọi người. Ê Trường, cá tầm Đà Lạt này nhiêu vậy? 175 rồi. Cá này nó thơm. Thơm cá kia nó ngon hơn. Nó nhỏ như đầu nó xíu rồi, nó lụt lù. Có em hai con rồi. Hai con khoảng 2 ký mấy 3 ký rồi. Rồi 175 ngàn cá tầm Đà Lạt. Cái chẻm làm sạch cắt thanh luôn nè mọi người ơi. Chẻm nãy em đi mua nè. Chua này ổng không phải chưa cắt vậy nè, chứ về nhà không có dụng cụ làm. Cái chẻm thịt ngon kìa. Cá này cá tự nhiên nha mọi người, chứ không phải cá nuôi nha. Ăn nó không có tanh như cá nuôi nha. Rồi bữa nay có món đặc biệt là ngao hai còi hôm nay. Nó lên giá khủng luôn. Này 1 ký mười mấy con à. Hôm bữa ăn mua có 160 ngàn thôi, hôm nay lên 230 ngàn nè. Đó, muốn mua không mua thôi đó. Nay chạy chủ nhật có lên giá vậy đó. Ăn ngay ngày sò huyết luôn. Sò huyết 170 ngàn 1 ký nè. Sò huyết thì nói chung nó nhiều sai, nhưng mà nó lên giá mất à. Có con ngao hai còi này nè. Ngao hai còi là sò lụa mọi người, lụa hai còi á. Đó, sò lụa hay là ngao hai còi thì cũng là nó đó. Trả tiền luôn nhìn hết. Dạ. Lấy con 500. Cái xác nãy ăn mua nè, đóng oxy về nghe mọi người. Xác nãy nhiều ta, 100 mấy, 130 ngàn. Xác lớn á. Rồi chả nè mọi người, chả bữa nay ăn thiếu, ăn nói chung là giờ này vừa nghỉ rồi. Đi mua nè, đi mua con ta 200 ngàn luôn nè. Ở đây mình bán 195 thôi. Mua quen đó nha, quen là 200 đó. Lạ lạ như mọi người vô chả chắc 205, 201 quá. Rồi đây là cũng một số mặt hàng của ăn hôm nay. Cũng có cá biển luôn nè, cá biển nãy ăn đi mua đó. Rồi cá đổng có cá đổng là rẻ thôi nha. Đổng này bự quá trời bự luôn, 60 ngàn à. Nó hên xui nha, bữa nay cá đổng nhiều nha. Đổng nhiều nó giá rẻ. Rồi cá mó luôn, mó là cá lưỡi mèo nè, 75 ngàn. 75 ngàn một ký. Ở đây còn cá chỉ vàng với cá ngừ. Ngừ 55, cá chỉ vàng 50. Mua thì không biết mua gì. Cái này thì mua nói chung là ảnh ủng hộ đồ của ăn, nhưng mà đồ ăn không có đẹp không, nên ăn không có lấy cho ảnh, phải đi mua vậy. Rồi món hàng của ảnh nay về một thùng về Tân Bình, một thùng về Bình Tân. Hai cái mắc cười quá. Cũng chung một chuyến đường cho shipper nó có tiền đi về đổ xăng nó về rồi. Cá tầm luôn, tầm 175. Nãy có vừa khôi nó nói này 220, 230 mà không biết con cá nó nhiều, nó không thấy được con cá luôn. Cái đó mua hình như đặt nó có. Chú này chú mua con 2-3 ký, nhưng mà con 2-3 ký là chỉ có con nói con Hà Nội. Chứ Hà Nội, không biết Hà Nội hay Trung Quốc nữa. Có người nói Hà Nội, có người nói Trung Quốc. Là chỉ có con cá đó mới có cá lớn. Còn cá Đà Lạt mình là 1 ký mấy, 2 ký là lớn nha mọi người. Con nào lớn quá là con cá Hà Nội hoặc là Trung Quốc á nha. Chứ tầm Đà Lạt là không có cá lớn dữ vậy đâu. Rồi ăn hôm nay cũng có giá con cá nàng hai luôn cho mọi người nuôi cá hầm. Nuôi cá nàng á. Là hôm nay cá nàng hai nó hạ nữa rồi nha. Nó hạ hôm nay còn 6-7 ngàn thôi. Hình như trung bình là nó giờ nó đang trên đường hạ đó. Mọi người cứ canh mà bán nha. Đừng cầm giá. Cầm giá là năm nay là mệt đó.
Rồi thôi các bạn mua đồ ăn tới đây nha mọi người. Nay mua đồ lên nên ăn sẵn review lên cho mọi người xem nè. Ủa nãy là sò lụa 220 chứ không phải 230 mọi người ơi. Chính chính lại cái. Nè. Rồi lên sẵn cho anh này cũng là xem YouTube của anh, sẵn ảnh có xem thì anh hiểu cho anh chứ. Cứ việc điện thoại vô cái số dựa người ta nè. Nè số điện thoại nè. Cái điện hỏi sò lụa này chắc mười mấy con. Đó. Rồi giá này nhiêu rồi biết liền à. Để nhiều khi nói ăn lời nhiều quá trời. Mấy chục ngàn ký, sau mấy chục ngàn ký thì chết luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Này rồi. Rồi. Ok, rồi, cảm ơn mọi người nha. Clip anh chỉ dọn dẹp ăn nhiều mấy món đồ đó mọi người ơi. Cũng tham khảo được số giá cả một số mặt hàng. Thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh trong thời gian qua. Vừa mua hàng online, vừa xem kênh của anh đó. Thu nhập cũng được nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Hẹn gặp lại vào clip ngày mai.